Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vận trình của những người tuổi canh tuất, sinh năm 1970 nữ mạng trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để nắm bắt được cái vận thế của mình trong năm, từ đó sẽ có quyết định đúng đắn hơn trong công việc trong cuộc sống giúp quý vị có thể gia tăng thêm cái may mắn và tài lộc cho mình. Quý vị thân mến, à, xét về tử vi chọn đời của những người tuổi canh tuất, nữ mạng thì thế rằng đây là những người mà đối nhân xử thế khá là khôn ngoan, lại thảo tâm, tốt bụng nên là cũng sẽ thu phục được lòng người, à, nhẹ nhàng trên cái con đường thăng tiến. Trong cái sự nghiệp thì thời trẻ lắm gian chuân, nhưng đổi ngược lại thì lại được ấm no hạnh phúc khi mà về già. Điềm nhiên cả đời, cuộc sống thì vận may nó cứ theo đuổi, quý nhân thì tương trợ, hậu vận thì thảnh thơi hưởng chọn cái cuộc đời giàu sang phú quý, con cái thì đủ đầy, gia đình thì hạnh phúc viên mãn. Cuộc sống hậu vận thì không những hạnh phúc viên mãn mà còn được an yên khiến cho ai cũng phải ngưỡng mộ và ganh tị. À, như chúng ta đã biết, ý, với những người tuổi canh tuất thì năm 2024 nó rất thìn là một cái năm mà bị gặp cục diện là xung với thái tuế. Đây là một cái năm mà quý vị cũng gặp khá nhiều khó khăn và trở lực, nhưng đều vượt qua một cách là gọn gàng và bước sang năm 2025 năm bất tỵ thì quý vị sẽ đón một năm khá là bình yên không có quá nhiều cái biến động bởi được cục diện là cát lành nó tương trợ gia đạo thì nhìn chung là hài hòa con cháu thì hiếu thảo tuy nhiên sức khỏe trong năm của quý vị cũng có nhiều cái tác động đấy giảm sút à, chỉ cần bản mệnh giữ vững cái tâm lý lạc quan nghỉ ngơi điều độ tăng cường luyện tập thể dục thể thao thì tất cả đều được yên ổn và ngay sau đây tử thông cũng sẽ chia sẻ về cái vận trình chi tiết của những người tuổi canh tuất sinh năm 1970 nữa mạng trong cái năm 2025 năm bất tỵ cũng như là gì chi tiết từng tháng xem tháng nào tốt tháng nào xấu và thời điểm nào quý vị dễ có những cái may mắn trúng số đổi đời thời gian nào quý vị sẽ gặp những khó khăn vận hạn và cách hóa giải ra sao ngay sau đây tử thông cũng sẽ chia sẻ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi à, thưa quý vị thì chúng ta biết những người tuổi canh tuất là những người có năm sinh là năm 1970 có thiên can là canh, địa chi là tuất. Người này có lá số là dương nữ, có ngũ hành nạp âm là thoa xuyến kim, đúng không ạ? Cung mệnh là cung Trấn thuộc mộc, được gọi là tự quan chi cẩu, có nghĩa là chó nhà chùa, có xương con chó, tướng tinh con cáo, con nhà bạch đế phú quý. À, thưa quý vị, à, nữ mạng tuổi 1970, canh tuất thường có số kiếp khổ trước sướng sau. Từ nhỏ đến lớn thì cuộc đời gặp nhiều khó khăn vất vả. Tuy nhiên, càng trưởng thành thì hậu vận càng sẽ được cải thiện rất nhiều. Nữ mệnh thì thường có vận may về con cái, sống an nhàn và hạnh phúc khi mà về già. Họ cũng là những người mà quan trọng gia đình, luôn đặt vai trò gia đình lên hàng đầu. Chính vì thế, họ sẽ là những cái điểm tựa đáng tin cậy cho những người bạn đời của mình. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh học có dự báo, thì những người tuổi canh tuất, nữ mạng trong năm 2025 năm mất tỵ thì có sức khỏe khá tốt. Và những người này thì khá là thượng thọ đúng ạ? Họ sống từ 80 đến 92 tuổi. Nếu mà tăng năng làm việc thiện hay tích đức giúp đỡ người khác thì cái tuổi thọ cũng sẽ được gia tăng thêm. Nhìn chung cái năm 2025 năm Ất Tỵ thì những người cái tuổi canh tuất cũng gặp được khá nhiều cái vận hạn may mắn. Đấy, xong quý vị cũng không nên vì thế mà lơ là mà chủ quan. Hãy luôn cố gắng làm những cái việc bằng chính cái sức của mình rồi quý vị cũng sẽ gặt hái được những cái thành quả xứng đáng. À, tiếc rằng tình trạng sức khỏe của quý vị nó có phần giảm giảm sút một chút, à, quý vị cần phải chú ý hơn đến cái chế độ sinh hoạt rèn luyện sức khỏe của mình phù hợp và vận trình cụ thể sẽ được tử thông chia sẻ ngay sau đây. thì đầu tiên chúng ta xét về cái địa chi đúng không ạ, chúng ta có tuất gặp tỵ đúng không ạ, tuất thổ gặp tỵ hỏa được cục diện hỏa thổ tương sinh. như vậy là năm 2025 năm bất tỵ thì những người tuổi canh tuất được gì thái tuế sinh cho. vậy nên đây là một cái năm cũng gặp khá nhiều là may mắn vận khí thì bình ổn, công việc thì tiến triển thuận lợi, càng làm thì càng thắng, tài chính thì ngày càng được gia tăng, kinh doanh buôn bán thì cũng đắc tài đắc lộc, đời sống vật chất thì phóng khoáng, nói chung ấy à, không phải căn ke hay là chi suy nghĩ quá nhiều trong chuyện chi tiêu. Bên cạnh đó, trong năm 2025 năm bất tị thì được cục diện thái tuế nó sinh cho. Vì vậy, những người tuổi uh, canh tuất sinh năm 1970 ấy, À, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm, à, giúp quý vị có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn, tài lộc cho gia chủ. À, kim bài thái tuế cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng, vậy nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng để mang lại cái may mắn, tài lộc cho mình trong cái năm 2025 năm bất tỵ. À, thưa quý vị thì bên cạnh cái cục diện địa chi chúng ta cũng xét về thiên can đúng không ạ chúng ta có canh canh gặp ất thì nó là gì nó là chính tài nó là chính tài à, trong năm 2025 năm ất tỵ thì được chính tài nâng đỡ nên con đường sự nghiệp của những người tuổi canh tuất nữ mạng ấy nói chung cũng được may mắn hanh thông à, quý vị luôn chuyên tâm vào cái công việc của mà mình đang làm đi làm thì cực kỳ nghiêm túc và có trách nhiệm không nằm qua loa à, những cái việc mà bản mệnh hoàn thành thì không ai dám chê trách vì không có khuyết điểm nào cả bên cạnh đó cái chính tài nó cũng sẽ giúp cho cái vận trình tài chính nó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi à, quý nhân thì luôn song hành bên cạnh và nó cũng sẽ giúp cho quý vị có được một năm bình yên may mắn tài lộc dồi dào À, bên cạnh đó chúng ta biết là cái năm 2025 năm ất tỵ thì cái địa chi tỵ này này nó ẩn tàng ba cái thiên can là bính mậu và canh đấy chúng ta có canh gặp bính thì nó là thất sát canh gặp mậu nó là thiên ấn và canh gặp canh nó là tỷ kiên như vậy là gì? Trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn còn chứa những cái hung tinh như là thất sát và những cái cát tinh như là may mắn, may mắn như là cái thiên ấn và cái tỷ kiên. Vậy thì trong cái năm 2025 nữa tị chúng ta cùng xét cho là cái những cái những cái những cái sao này nó ảnh hưởng như thế nào đến cái vận hạn của những người tuổi canh tuất nhá. À, thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét canh gặp bính thì nó là gì? Nó là thất sát. Đó. Nó cho thấy là gì? Có thể trong năm quý vị sẽ đang phát triển mạnh mẽ quá nên là dễ rơi vào cái tầm ngắm của kẻ tiểu nhân nhất là khi cái hung tinh thất sát nó nhập cục tiểu nhân sẽ tìm mọi cách để cản trở cái bước tiến của các bạn à, không để cho con rắn này dễ dàng đạt được cái mục tiêu bên cạnh đó cái thất sát này nó cũng gây ra cái họa thị phi đấu tranh tranh quyền đoạt lợi và bên cạnh đó thì cái hạn tiểu nhân này này tiểu nhân luôn tìm cách đố kỵ này hãm hại à, công việc của quý vị đôi khi tưởng chừng như đã hoàn thành rồi nhưng mà là gì lại gặp những cái khó khăn nhất thời do cái thất sát mang lại khiến cho gì dễ bị đổ bé và dễ bị gì đôi khi lại bị gì bị hạ bệ mất công mất việc bị thành đạt cướp đoạt mất cái thành tích của mình đó thêm nữa chúng ta có canh gặp mậu thì nó là thiên ấn nói chung ấy cái thiên ấn nó cũng sẽ mang lại cái may mắn nhất định cho cái con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi canh tuất 1970 mươi. À, nói chung có thiên ấn nó nâng nâng bước thì quý vị có thể hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao và cũng đạt được một vài cái mục tiêu một vài cái kế hoạch cá nhân cũng sẽ thành hiện thực và có được những cái thành quả nhất định. Thì đây cũng là cái thời điểm mà quý vị cần phải nhanh chóng khẳng định cái tiềm năng của bản thân, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho tương lai. Bên cạnh đó, chúng ta có canh, canh mà gặp canh thì nó là tỷ kiên, nó tỷ kiên đúng không ạ? À, thì năm nay chịu tác động của cái tỷ kiên nó khiến cho công việc của quý vị có một vài cái bất ổn, môi trường cạnh tranh có cái sự ganh ghét đố kỵ. Thì ngoài ra à, thể hiện rõ ràng cái quan điểm hành động của mình trong mọi tình huống cũng là cái cách xử lý hiệu quả nhất để tránh những cái rắc rối nó phát sinh đấy cái tỷ kiên đôi khi nó cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn gì cẩn thận hơn chỉn chu hơn uh, trong cái công việc vì thế mà công việc nó cũng sẽ được hanh thông hơn thuận lợi hơn và để gia tăng cái may mắn do cái chính tài cái thiên ấn và cái tỷ kiên cũng như để hóa giải cái hạn tiểu nhân hãm hại do cái thất sát nó mang lại thì những người tuổi canh tuất sinh năm 1970 nữ mạng quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần, ngọ, tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tâm hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi canh tuất sinh năm 1970 nữ mạng. À, thưa quý vị, thì bên cạnh cái mối quan hệ thiên can địa chi thì chúng ta cũng xét về cái sao hạn của năm. À, những người tuổi canh tuất sinh năm 1970, năm 2025 năm Ất Tỵ là năm 56 tuổi. 56 tuổi gặp cái sao hạn là cái sao văn hớn Gặp hạn năm là cái hạn ngũ mộ Năm nay thì quý vị không bị phạm kim lâu Nhưng mà bị phạm một cái hoang ốc là ngũ thọ tử Đó ngũ thọ tử Vậy nên trong năm quý vị mà có ý định xây nhà ấy, Động thổ xây nhà thì quý vị cũng cần phải là gì Mượn tuổi động thổ để cho được thuận lợi may mắn nhé à, Thưa quý vị Bây giờ chúng ta cùng xét vào cái Từng cái sao Sao tốt xấu ra sao, sao Thì đầu tiên chúng ta cùng xét vào cái sao hạn nhé Sao hạn thì những người tuổi canh tuất nữ mạng gặp cái sao hạn là cái sao văn hớn Đấy. À, các cụ có câu thơ là gì? Văn Hớn tháng 2, tháng 5, lời qua tiếng lại, ăn nằm nào yên Tháng 8, rắc rối than phiền, làm ơn mắc oán, muộn phiền thân tâm à, Thưa quý vị, cái sao Văn Hớn nó là một cái hung tinh Nó chủ về cái bệnh tật à, Đặc biệt là nó xấu với nữ Xấu với nữ nhá à, Quý vị khó tránh khỏi cái hoại huyết quan Đấy à, Gia đình thì bất an, điền sản thì bất vượng Nói chung ấy, quý vị tự phải cẩn trọng dù là nam hay nữ mà gặp cái sao này chiếu mệnh thì cái chuyện làm ăn buôn bán thì đều mức độ trung bình à, trong năm thì gặp cái chuyện khẩu thiệt thị phi quý vị cũng đề phòng cái chuyện thương tật hay là ốm đau bệnh tật nóng nảy mồm miệng quý vị cũng dễ gặp phải cái những cái tai tinh đấy à, vậy nên cái năm này khá là xấu và cái sao này nó xấu nhất vào cái hai tháng đó tháng 2 và tháng 8 lịch thì quý vị cần phải đề phòng Để chắc trong hai tháng này nhé tiếp theo chúng ta cùng xét về cái hạn năm à, những người tuổi canh tuất 1970 nữ mạng thì năm nay 56 tuổi, 56 tuổi gặp cái hạn năm là cái hạn ngũ mộ. Cụ có nói là gì? Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh mắc phải thì họa tai ngục hình. Gặp cái hạn ngũ mộ thì tinh thần sẽ bị bất an, tiền bạc tuy uh, tuy có nhưng mà dễ bị hao tán. À, uh, trong năm thì quý vị cũng không nên tin người thái quá, không nên đứng ra bảo lãnh cho ai vay tiền, kéo lại gì, vừa mất tiền lại vừa mất bạn hoặc là gì, mất đi cái tình nghĩa. À, trong năm quý vị mua đồ thì cũng phải cẩn thận hết sức kéo mua phải hàng giả hoặc là hàng kém chất lượng dẫn đến chuyện là tiền mất tật mang đó à, quý vị thân mến và để hóa giải cái sao hạn là sao văn hớn cũng như là cái hạn năm hạn ngũ mộ cũng như là các sao xấu vận hạn xấu trong năm thì những người tuổi canh tốt sinh năm 1970 nữa mạng quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là vạn phúc chi nhân cái vạn phúc chi nhân là một cái pháp khi phong thủy của nhà phật nó là bằng bạc mặt trên của nó có chứa chữ vạn của nhà Phật tượng trưng chữ, chữ vạn điều may mắn vạn sự cát tường mặt sau là chữ phúc để giúp tăng cường may mắn và phúc đức bên cạnh đó phía dưới là một cái viên đá ruby à quý vị biết đấy cái đá ruby là một trong loại đá quý trong phong thủy dùng để gì làm cái trang sức phong thủy cao cấp à, khi mang theo bên mình nó cũng sẽ giúp cho quý vị tăng cường cái năng lượng dương giúp tăng cường cái may mắn tài lộc và sức khỏe à, cái Vạn phúc Thiên nhân này cũng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vạn phúc Thiên nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi canh tuất 1970 nữ mạng. À, nói chung ấy là trong năm 2025 năm bất tị thì cái vận mệnh của những người tuổi canh tuất cũng khá là tốt. À, trong năm thì có sự xuất hiện của liên Liên tử nó cho thấy đây cũng là một cái năm ấy dù bản mệnh là những người thông minh nhưng à, cái tinh thần và ý chí trong thời gian này cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin tiêu cực. Đó là cái lý do tại sao mà quý vị khó đưa ra được những quyết định chính xác đúng đắn. À, quý vị hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng mọi việc về địa điểm cũng như là gì, môi trường xung quanh trước khi đưa ra quyết định. À, những cái ý kiến xung quanh cũng sẽ giúp quý vị có tầm nhìn xa trông rộng hơn về những cái thứ mà được lên kế hoạch tỉ mỉ. Thì ngoài ra trong năm thì quý vị cũng còn chịu cái tác động nhiều của cái lưu niên tử phù, hung tinh nó ăn ngữ. À, cái hung tinh này tuy nhỏ nhưng mà nó cũng ảnh hưởng. Đấy, nếu mà quý vị chủ quan khinh suất, nó có thể biến thành những cái cơ hội tưởng chừng như món ăn ấy cũng sẽ bị mất đi trước mắt. Cái sự xuất hiện của hỷ thần nó cũng báo hiệu trong năm thì quý vị vẫn có những cái niềm vui, có những cái hỷ sự đó trong nhà. Nói chung năm 2025 năm Ất Tỵ thì xét về các mối quan hệ thiên can địa chi âm dương ngũ hành thì chúng ta thấy rằng là gì? À, năm 2025 năm Ất Tỵ thì những người tuổi canh tuất nữ mạng khá là cát lành. À, càng về cuối năm ấy thì cái vận khí lại càng hanh thông. Dù không được cái cục diện thái tuế nó nó hỗ trợ nhiều nhưng mà lại được cái cát tinh nó chủ về cái tài lộc nó cao chiếu. Báo hiệu quý vị có một năm làm ăn khấm khá, kinh doanh buôn bán thì có lộc, tiền bạc tiêu pha thì cũng không phải nghĩ ngợi nhiều tài lộc cũng là cái điểm sáng của những người tuổi canh tuất nữ mạng trong năm nay. Với những người làm công ăn lương thì sẽ có một năm ổn định với nguồn thu nhập chính. đấy Với những người kinh doanh buôn bán thì cũng khá may mắn, dễ được lộc trời cho tiền bạc kiếm cũng dễ mà tiêu thì cũng lắm. À, có thể tích lũy thì tốt hơn. Thời điểm này quý vị cũng cần phải thận trọng trước khi mà đưa ra quyết định hoặc là cẩn thận trọng trước những cái chiêu trò của đối thủ cạnh tranh. Quý vị chỉ cần lơ là một chút là sẽ bị hãm hại. Đồng thời quý vị cũng đừng vội vàng dốc tiền vào đầu tư mà hãy tìm hiểu thật kỹ càng mọi thông tin trước khi mà đưa ra bất kỳ cái quyết định nào à, có điều trong năm ấy, thì quý vị cũng cần phải đề phòng những chuyện thị phi mất mát hay là đau ốm bệnh tật đó thì ngoài ra cũng cần phải cẩn thận trong đường sông nước để đề phòng những cái tai nạn bất ngờ nó có thể xảy ra trong năm à, thưa quý vị đó là cái vận hạn của năm 2025 năm Ất Tỵ đúng không ạ à, tiếp theo chúng ta cùng xét về cái vận hạn chi tiết của từng tháng xem là với những người tuổi canh tuất 1970 nữ mạng trong năm 2025 ấy thì cái tháng nào tốt, tháng nào xấu, tháng nào quý vị cần phải lưu ý để có được cái may mắn tài lộc đến với mình. À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. À, thưa quý vị, thì đầu tiên chúng ta cũng xét về những vận mệnh của những người tuổi canh tuất 1970 nữ mạng trong cái tháng riêng nhé. Tháng riêng nó là tháng canh dần. Thì sự nghiệp của những người tuổi canh tuất trong cái tháng đầu năm này ấy, tương đối là thuận lợi, khi mà được các cục diện tốt như là cái cục diện tam hợp, đúng không? Thái tuế tương trợ giúp đỡ, lại được cả cái phúc đức và cái thiên đức, lại thêm cái lưu niên lâm quan nữa. Nói chung ấy, đa số những kế hoạch mà những người tuổi canh tuất đặt ra thì đều đạt được những cái kết quả như ý muốn. Quý nhân sẽ xuất hiện cũng giúp các bạn nhanh chóng tìm ra cái hướng đi mới trong công việc, giải quyết được những khó khăn, những cái vướng mắc ở cái thời điểm hiện tại. À, tuy nhiên dù mọi việc tiến triển thuận lợi đến mấy đi chăng nữa thì các bạn cũng không được chủ quan kiêu ngạo quá mức hoặc là thờ ơ lơ là bên cạnh đó thì nó vẫn còn cái hung tinh đà la vào cái quan phủ nó cảnh báo có kẻ tiểu nhân có thể là xuất hiện bất ngờ bất cứ lúc nào và tìm cách quấy phá hủy hoại công lao mà quý vị đã xây dựng từ bấy lâu nay vì vậy quý vị hãy nâng cao cảnh giác trong mọi việc mọi lúc mọi nơi à, trong tháng lại có thêm quan phủ à, cái liên liên quan phủ này nó chủ về cái chuyện là công điểm pháp luật Vậy nên quý vị cũng cần phải chú ý cẩn thận với việc công quyền kéo dính dáng đến kiện tụng thị phi và tổn thất danh tiếng lẫn tiền bạc của quý vị. Đó. À, nói chung ấy, tháng này cũng là một cái tháng khá là may mắn hay không? Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ tháng 2 âm lịch là tháng kỷ mão. Thì cái vận trình của những người tuổi canh tuất 1970 nữ mạng trong tháng 2 âm lịch ấy. Nói chung ấy, trong tháng 2 âm lịch thì quan hệ lục hợp, mão tuất nó cũng mang lại cái may mắn nhất định. À, trong tháng thì quý vị có nhiều cái cơ hội để thăng tiến. Đấy, À, nếu như mà quý vị biết tận dụng đúng lúc đúng, đúng chỗ thì cái cơ hội này nó lại, lại càng được mạnh mẽ thêm lại thêm có lưu niên quan đới nó trợ mạnh nữa đấy chống lưng nữa nên là cái tháng này cũng rất phù hợp cho việc là gì cầu công danh sự nghiệp hứa hẹn những cái nhiệm vụ những cái chức vụ mới những cái vị trí mới đầy xứng đáng với những cái nỗ lực mà những người tuổi canh tuất đã bỏ ra bên cạnh đó cái phương diện tiền bạc cũng có những cái bước tiến triển khá nhanh khi mà có cái sao lộc tồn ở chiếu mệnh đấy À, quý vị sẽ thu được những cái lời lãi từ các món đầu tư trước đó, đồng thời cũng sẽ nhận được những cái sự tin cậy của khách hàng, của đối tác nên là cũng dễ dàng mở rộng cái quy mô kinh doanh làm ăn, khiến cho đơn hàng nó kéo về ngày một nhiều hơn. À, tuy nhiên, ở trong tháng này thì vẫn còn cái lưu niên điếu khách nên là quý vị cũng cần phải đề phòng nhé, không nên khoe khoang về tài chính cá nhân, điều này rất dễ là khiến cho kẻ xấu tiếp cận và tìm cách lừa gạt, à, mất tiền bạc của quý vị đó. Vậy nên là tháng này cũng là một cái tháng may mắn đối với những người tuổi canh tuất nhé. Tiếp theo chúng ta cùng xếp về tháng 3 âm lịch là tháng canh thìn. Trong tháng 3 âm lịch thì nói chung ấy à, những người tuổi canh tuất thấy rõ quý vị đã dễ, dễ rơi vào cái vòng vây của cục diện tương xung và lại có cái cục diện gì? Cái kình dương nó ăn ngữ nữa. Vậy nên là gì? Tháng này thì tai ương nó bổ vây, công danh sự nghiệp thì chứng lại, các kế hoạch thì dễ bị đổ bể biến động về công việc cũng khá nhiều đòi hỏi quý vị uh, phải có cái sự chuẩn bị tâm lý thật kỹ lưỡng và vững vàng. Thì ngoài ra dưới cái tác động của lưu niên mộc dục trong tháng này thì nói chung ấy uh, quý vị còn phải chú ý hơn nữa về cái ngoại hình vì sẽ khá tốn kém cái tiền chăm sóc, chăm sóc cái sức uh, sức khỏe và sắc đẹp của mình đấy. Uh, tiền đã khó kiếm nhưng lại phải chi tiêu khá nhiều khiến cho quý vị dễ lâm vào cái cảnh để cháy túi nếu như không biết tiết chế, đúng không? May mắn trong tháng này là sức khỏe của quý vị khá là ổn định đó, do có sao lực sĩ nó chiếu mệnh, đâm là không phải lo lắng. Đó. Nhờ có cái sao lực sĩ mà trong tháng này thì quý vị cũng không gặp phải cái vấn đề nào quá nghiêm trọng. Nói chung ấy, à, nói chung cái lực sĩ nó chủ về cái sức khỏe về thể chất, về đâm ra là, là quý vị cũng không phải lo nhé. À, và trong tháng này nói chung là cục diện là tương xung ấy, thì nó cũng sẽ khiến cho quý vị gặp nhiều cái bế tắc khó khăn kèm theo nhiều cái sao xấu như là kình dương trực phù à, nó hội án ngữ đâm ra là, là gặp dễ gặp những họa thị phi và sức khỏe cũng bị giảm sút vậy nên trong cái trong cái 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 tháng 3 này quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tâm hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi canh tuất 1970 nữa mạng nhé. À, tiếp theo chúng ta cùng xem tháng tư lịch là tháng tân tỵ thì cái vận mệnh của những người tuổi canh tuất 1970 nữ mạng trong tháng tư âm lịch ấy thì trong cái tháng này quý vị gặp được cái lưu niên trưởng sinh hỗ trợ lại có thêm cả cái sao thanh long là cái sao tốt nó chiếu mệnh nó chỉ dẫn vậy nên những người tuổi canh tuất nữ mạng cho thấy được cái năng lực của mình khi xử lý công việc đâu vào đó làm việc thì cực kỳ hiệu quả thu về nhiều cái lợi ích à quý vị có được cái tinh thần tập thể rất là cao sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để đem về cái lợi nhuận cao cho tập thể Nói chung ấy, cuối tháng cũng nhận được cái sự khen thưởng xứng đáng là cái điều tất nhiên. Một vài kế hoạch mới cũng được triển khai và các việc đang ở dở dang trước đó cũng được giải quyết triệt để. À, quý vị làm việc cẩn thận và nguyên tắc hơn. Khi có kế hoạch mục tiêu rõ ràng thì quý vị có thể tiết kiệm được rất nhiều cái thời gian và cái công sức. Không còn phải mất công loay hoay, mò mẫm từng chút từng chút một nữa. Tuy nhiên vẫn cần phải lưu ý về cái sự ảnh hưởng của cái hung tinh thái, thái tuế đúng không ạ? À, các bạn không nên quá dễ dàng tin theo à, hay là gì à, hoặc là ham làm giàu mà dễ rơi vào cái bẫy tài chính rồi không tin thái tuyến nó mang lại quý vị hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra những quyết định đầu tư đừng nên nóng vội đừng nên vội vàng hay là suy nghĩ đến cái việc là gì ngồi mát ăn bát vàng tất cả tiền bạc có được thì đều cần phải đánh đổi bằng cái mồ hôi công sức à, còn đâu gì tiền bạc dễ kiếm thì cái miếng mồi ngon bao giờ cũng nằm trong cái bẫy chuột vậy nên quý vị cần phải lưu ý nhé Tiếp theo chúng ta xét tháng 5 âm lịch là tháng nhâm ngọ. Tháng nhâm ngọ chúng ta có cục diện là dần ngọ tuất là tam hợp, đúng không ạ? Thêm nữa lại được cái lưu niên dưỡng nó trợ mạnh nữa. Nên là cái tháng này cũng là một cái tháng tốt lành, may mắn nó đến với những người tuổi canh tuất. À, trong cái tháng năm âm lịch thì cũng thích hợp để những người tuổi canh tuất nữ mạng lên kế hoạch cho các chặng đường tiếp theo trong cái giai đoạn thử nghiệm ở cái thời gian này. Đó. À, quý vị nên đánh giá lại cái việc mà mình đang làm cũng như là đánh giá lại những cái kết quả mình đạt được cũng như là chưa đạt được từ đó điều chỉnh lại cái dự án sao cho phù hợp về mặt tài lộc thì mặc dù công việc nó tiến triển tốt đẹp nhưng mà lại chịu ảnh hưởng từ cái hung tinh là tiểu hao tiểu hao này này đâm ra hại và cả cái thiên không nữa nhé đâm ra hại là cái thu nhập của những người tuổi canh tuất nữ mệnh trong thời gian này cũng bị ảnh hưởng khá nhiều hung vận nó khiến tiền bạc liên tục bị thất thoát à, trong tháng thì có nhiều cái khoản phí lớn ngoài dự kiến trong thời gian này nếu mà có ý định xuất tiền bạc đầu tư thì quý vị cũng nên thận trọng, cẩn thận trong mọi kế hoạch tính toán thật tỉ mỉ để không bị thua lỗ, không bị mất tiền oan nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ tháng 6 là tháng quý mùi. Trong cái tháng 6 âm nghĩa thì cục diện là gì? À, tốt và mùi nó là cục diện tương phá và cái lưu niên thai nó nó nhập bệnh nữa. Nó khiến cho công việc bị chứng lại, khó đạt được những cái thành tích tốt đẹp dù quý vị có cố gắng chăm chỉ nỗ lực bền bỉ đến đâu đi chăng nữa làm nhiều nhưng mà chưa chắc đã được hưởng cái thành quả. Bên cạnh đó, cái năng lực làm việc của quý vị cũng bị đau xuống, bị giảm sút, không phát huy được ở mức cao nhất, khiến cho cơ hội thăng tiến nó trôi tuột khỏi tầm tay. Không những vậy, ở trong tháng này lại gặp cái lưu niên tướng quân và cái tăng môn. Đó. À, tướng quân nó cũng khiến cho quý vị có cái tư tưởng à, bị dễ bị bế tắc, hành sự thì chú tâm vào cái điều mình nghĩ và thiếu đi cái sự quan sát tổng thể. Đến khi mà xảy ra sự cố ấy, thì cái, cơ hội để mà thay đổi đã không còn. Hơn nữa, cái tôi của con giáp này có xu hướng là bành trướng thái quá, hủy hoại không ít cái mối quan hệ xã giao, tự mình chuốc lên những cái rắc rối vào thân. Vì vậy, trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn và hóa giải những thị phi, chiêu mời quý nhân tương trợ giúp đỡ. Thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xếp ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 919 để thỉnh cái vòng tâm học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi canh tuất sinh năm 1970 nữ mạng. Tiếp theo chúng ta xét tháng 7 âm lịch là tháng giáp thân thì trong tháng 7 thì cái vận mệnh của những người tuổi canh tuất nữ mệnh ấy nói chung ấy rất dễ rơi vào cái bế tắc cả về sự nghiệp lẫn công việc. khi mà quý vị gặp nhiều cái hung họa dưới cái ảnh hưởng của cái lưu niên tuyệt nhầm bệnh này, đó, à, quý vị làm gì cũng cảm thấy bị trắc trở, không bởi cái yếu tố khách quan thì cũng bởi chủ quan. quý vị hãy xác định cái tinh thần rằng tháng này thì quý vị cũng sẽ phải đối diện với cái sự cạnh tranh khốc liệt đến từ đồng nghiệp hoặc là đối thủ. vì vậy khi bắt tay vào làm việc gì thì quý vị cũng cần phải chắc chắn với cái hướng đi và cái mục tiêu của mình, đừng có dễ dàng dao động vì cái sự tác động của người ngoài. may mắn trong tháng này là quý vị vẫn còn cái lưu niên tấu thư đầu thư thiếu âm và cái thiên việt đó ba cái cắt tinh này nó cũng sẽ giúp quý vị phần nào giải quyết được những vướng mắc và mang lại cái vận quý nhân cao vì vậy nên là gì à, cũng sẽ uh, hóa giải được phần nào cái hung hiểm tiếp theo chúng ta sẽ tháng 8 là tháng ất dậu tháng 8 ất dậu thì có cái lưu niên mộ nhập mệnh kèm theo cái quan phủ và cái phi liêm nói chung ấy trong cái tháng 8 lịch này thì lưu niên mộ và cục diện tương hại cũng đem lại nhiều cái ảnh hưởng không mong muốn đến con đường phát triển sự nghiệp của những người tuổi canh tuất nữ mạng trong cái tháng này, cái sự chủ quan cái sự lơ là đôi khi nó sẽ khiến cho quý vị vướng vào những cái sai sót, những cái nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Không những thế, cái hung tinh phi liêm này, cái hung tinh phi liêm này và cái hung tinh quân phù nó còn là cái điểm báo xuất hiện cái kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay vì sinh lòng đố kỵ, à, đối phương sẽ tìm mọi cách để phá hoại cái công sức của quý vị đã gây dựng từ bấy lâu nay. À, cũng có thể tung ra những cái tin đồn thị phi phá hoại cái danh dự của quý vị à, nữ mạng được nhắc nhở là nên gì thận trọng khi mà hành sự để không bị sập bẫy của kẻ tiểu nhân à, cần phải chú ý thận trọng trong cái công việc cũng như là trong chuyện lời ăn tiếng nói tránh để kẻ xấu tìm được cái điểm yếu của mình mà khiến cho công sức bỏ ra bị đổ sông đổ bể hết vậy nên là gì trong cái tháng này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi canh tuất nữ mạng Hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân. Tiếp theo chúng ta xét tháng 9 là tháng bính tuất. Tháng 9 này quý vị có liên nguyên tử nhập mệnh này, lại có sao tử phù đấy. À, trong tháng này thì có liên nguyên tử lại có tử phù nó cản trở nên những người tuổi canh tuất nữ mạng sẽ phải đối mặt với nhiều cái biến động trong công việc. Các kế hoạch tiến triển thì chậm hơn so với thời gian trước đó, đúng không ạ? À, hoặc là bị người khác ngờ vực khiến cho tinh thần của quý vị dễ bị lung lay À, dù có nhiều cái dự định trong cái tháng này nhưng mà quý vị cũng không nên nôn nóng mà hãy cân nhắc và sắp xếp các kế hoạch thật kỹ càng trước khi mà đưa ra các quyết định lớn. Lời khuyên dành cho nữ giới là mưu sự trong tháng này phải tính toán cẩn trọng, việc không chắc thì không làm, nhất là đừng có azua theo người khác. Hành sự nhất định phải cẩn thận để cao cái tinh thần cảnh giác trong mọi tình huống có thể xảy ra. Đó. Tiếp đến chúng ta xem tháng 10 âm lịch nó là tháng đinh hợi thì trong tháng này có lưu niên bệnh nhập mệnh lại thêm cái bệnh phù nữa lại thêm cả lưu niên tuế phá à, trong tháng này thì quý vị đặc biệt chú ý đến phần sức khỏe nhé đặc biệt chú ý đến phần sức khỏe cho tử thông nói chung gặp cái lưu niên bệnh và cái bệnh phù ấy thì nữ mạng tuổi canh tuất thường xuyên cảm thấy mệt mỏi không có tinh thần làm việc cái thái độ làm việc thì đối phó lơ là có thể khiến quý vị mắc phải những cái sai lầm đáng tiếc hay hoặc là quá nghiêm trọng đúng không ạ và trong thời gian này thì quý vị hãy nghiêm khắc hơn với bản thân mình đó Đồng thời nếu mà cảm thấy cái việc nào nó vượt quá cái khả năng của mình thì nên chủ động nhờ đến sự giúp đỡ của những người khác để nhanh chóng giải quyết, chớ nên im lặng cho qua. Bên cạnh đó, tình hình sức khỏe trong cái tháng này thì cũng có nhiều cái dấu hiệu suy giảm khi mà có cái hung tinh bệnh phủ nó ghé thăm. À, ngoài ảnh hưởng bất lợi của cái thời tiết dẫn đến mệt mỏi cơ thể hoặc là căng thẳng về cái tinh thần do nhiều cái áp lực đấy thì quý vị cũng cần phải chú ý nghỉ ngơi sinh hoạt điều độ để tránh ngã bệnh trong cái thời gian này đó Quý vị lưu ý nhé Tháng 10 chú ý về sức khỏe Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, Thì những người tuổi canh tuất hãy luôn nhớ nhé Mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú Và xem ngày sử dụng Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi mà sử dụng nhé Tiếp theo chúng ta xem tháng 11 là tháng mậu tý thì trong tháng 11 âm lịch, tài lộc của những người tuổi canh tuất cũng kém sắc hơn hẳn so với thời gian trước đó. À, khó mà có những hứa hẹn nào về cái sự phát triển trong thời gian này với những người làm kinh doanh buôn bán thì cái việc kiếm tiền sẽ trở nên khó khăn hơn so với khoảng thời gian trước à, cái lưu niên nó là một đất suy lại thêm cái tiểu hao đại hao nó nhập mệnh nữa vậy nên là gì quý vị sẽ liên tiếp gặp trục trặc về cái vấn đề tiền bạc à, quý vị có thể bị kẻ tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại lúc nào mà không hay à, cái đại hao này nó cũng chèn ép nó quý vị cũng sẽ có sự tổn hao rất lớn cầu tài trong tháng thì cũng khó 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 gặp mà dễ dẫn đến tình trạng là phá tài à, phát sinh những cái khoản chi tiêu không ngờ và quý vị cũng khó tránh khỏi cái chuyện nợ nần trồng chất hay là vay mượn à, tuy nhiên trong tháng này vẫn còn một số cái điểm sáng như là có sao Long Đức và cái cái thiên khôi thì nó cũng sẽ giúp cho tình hình được cải thiện đáng kể chỉ cần quý vị làm việc nghiêm túc nỗ lực lan xả hết mình nhiệt tình giúp đỡ những người khác thì khi khó khăn ấy ắt sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ hoặc là những người thân quen răng tay cho giúp đỡ. À, chỉ cho bạn một cái hướng đi để giúp cho các bạn thoát khỏi những cái bế tắc. À, các mối quan hệ xã giao thì được cải thiện đáng kể, tạo cái bước đệm cho cái công việc ở thời gian tiếp theo. À, tiếp theo chúng ta cùng xét vào cái tháng 12 âm lịch là tháng kỷ Sửu. Những người tuổi canh Tuất, nữ mạng 1970 trong tháng 12 âm lịch ấy thì tháng cuối năm này quý vị may mắn có cái lưu niên đế vượng nói, nó trợ mệnh nên là không ít những người tuổi canh tuất trở nên thao ngạo hơn Đấy. khi mà bản thân có những thành tích lớn mà những người khác thì không có nếu mà quý vị còn duy trì cái thái độ này thì cuối cùng các bạn sẽ phải lao đao vì có những người ghen ghét đố kỵ mà tìm cách hãm hại lời khuyên dành cho những người tuổi canh tuất trong thời gian này là nên khiêm tốn vì trong thời gian này còn rất nhiều người giỏi hơn mình chỉ là quý vị chưa gặp họ mà thôi à thêm nữa trong tháng này lại gặp cái lưu niên bạch hổ cũng như là cái phục binh đấy đây là hai cái hung tinh nó xuất hiện những người tuổi nữ mạng cách à, canh tuất ấy, dễ vướng vào cái họa với quan vì thế mà quý vị cần phải cực kỳ quan tâm đến cái phương diện sức khỏe của mình hãy luôn cẩn thận khi mà tham gia giao thông hoặc là khi lao động chân tay để tránh những cái sự cố không đáng có nó xảy ra nói chung trong cái tháng cuối cùng của năm ấy thì lại ảnh hưởng của cái sao phục binh nữa nó dễ gây ra chuyện là gì khẩu thiệt thị phi kẻ xấu ngấm ngầm hại lén sau lưng dễ dẫn đến chuyện là trộm cắp mất tiền mất của thậm chí là gì mất công mất việc vì thế để bảo vệ cái thành quả của mình cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi canh tuất nữ mạng 1970 ấy, hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi canh tuất 1970 nữ mạng à, thưa quý vị như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ xong cho quý vị và các bạn về cái vận trình chi tiết của những người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 nữ mạng trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ cũng như là cái vận trình chi tiết trong từng tháng. À, hy vọng những cái thông tin mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị nắm bắt được cái vận thế của mình, từ đó sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc, trong cuộc sống để quý vị có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn